Được, chắc mẹ muốn chiếc xe mà đậu trước nó lúc nào nó làm như vậy Dạ. mới bức xúc. Ừ. Chứ còn cha mẹ rất là hiền, Dạ. chưa chưa bao giờ mà mất lòng xã hội, mà chưa mất lòng đứa con để nuôi đứa con để đi học trưởng thành, không muốn thua người ta, ráng cố gắng. Nhưng mà từ cái chỗ đạo trích nó làm như vậy mới ảnh hưởng đến ngày hôm nay nó vậy thôi. Dạ. Tất cả các chú anh chị đang theo dõi trên tất cả các kênh YouTube thì buổi tối ngày hôm nay tại trường cầu Thủy Lợi tiếp tục cái công cuộc tìm kiếm nam 19 tuổi bị mất chiếc xe Honda bị ăn trộm rồi em buồn nghĩ quẩn. Thì hiện tại bây giờ là đội của chú Tấm Sang cũng như là hiện tại giờ chỉ còn đội chú Tấm Sang thôi là đang đi tìm tìm cái tung tích của em Ân, còn người nhà thì hiện tại bây giờ cũng đang tập trung ở rất là đông ở dưới chân cầu để chờ đợi. Hiện tại thì ai cũng đều mong mong ngóng là tìm được em Ân. Thì bây giờ nhang khói được người nhà cũng đang đốt ở trước mặt của chú anh chị đó. Đang đốt nhang để cầu nguyện. Còn ngồi mé trong đây thì rất là đông người, tại vì em cũng xịt đèn vô trực tiếp với khuôn mặt của những người nhà được ha, của chú em cũng thông cảm. Thì hiện tại bây giờ thì chú em thấy là ở dưới sông đây đó thì nước là cũng đã cạn nè, nước nó đang rút xuống và sẽ chảy ngược trở về hướng đây là hướng ra biển. Thì đội đội của chú Tám đang đang đi tìm khoảng tới 9 giờ, nghe đâu là nếu mà được thì hôm nay tối hôm nay là sẽ tìm tìm kiếm xuyên luôn, xuyên suốt luôn, cố gắng là tìm cho được em Văn ấy, xin lỗi vì em Ân, em Ân để đưa về với gia đình đó. Ở trong đây thì hiện tại là như là cả trăm chiếc xe đang ở đây á. Nói chung gia đình bà con nhiều lắm, còn rất là đông. nói chung là mọi cắm người đèn cho có tôi có cuộc điện thoại đó. mọi người thương á. Tôi từ xưa tới giờ tôi làm để giúp bà con, tôi giúp không tốn một xu à. Mà tụi tôi thậm chí còn cho thêm tiền nữa. Không, có nghĩa là ba canh canh để con nói cho rõ ràng. Rồi ngoài kia con không có số lượng như vậy, con biết nhiêu tiền, con đưa con mấy anh đi chơi con sớm á, 4 triệu đi mua. Là cái ông chú mà điện cho con đưa sớm mà mấy ông anh đó mua đưa nó, em không biết ba canh canh mua hai mấy triệu. Còn đủ trước mà tính sau. Rồi cái ông chú mà điện thoại cho anh á là nó khi nó xuống rồi thì con anh tăng nó cái ông hỏi cho anh tăng nó tăng nó thì nó ảnh nhờ đi tăng là anh mua. Rồi anh cho anh mỗi một tiền là anh đưa nó thì anh đưa bỏ ra trước anh cho anh bỏ tiền ra nó thì nó ảnh đưa tiền này kia mua này mua kia anh biết. Xong rồi mấy anh không xuống mua xong 2 triệu về trả lại em 2 triệu. Mấy người sớm đi mua đúng không? Là ông anh chứ không phải là đến thôi đi mua đúng không? Mình đưa tiền cho những người sớm đi mua chứ không phải là đưa lắm cho tôi đúng không? Tại vì tôi ở dưới Cần Thơ, lúc ra cái ca này là báo tôi là 2 ngày rồi, nhưng mà tôi dưới Cần Thơ tôi bu nó không có về làm được. Mấy đứa lính tôi nó mới nói thôi nó chạy xuống giúp ba cô ơi rồi. Tôi đọc bình luận ở trên chỗ cái kênh tính toán tôi á, thấy người sớm đây nói báo rồi tôi lấy 4 triệu tiền mua sắm, tôi nghe rất là bực mình. Em không có, tại vì nó thôi mấy anh đó là con của cô ruột của em luôn, nó thôi anh lấy 4 triệu em mua đi thiếu đủ gì tính sau với em, chứ em không biết ba canh thằng nhiêu tiền rồi anh đi mua về anh trả lại 2 triệu, chứ em không nói lấy 4 triệu hết. Từ xưa đó giờ mà tôi làm á, thậm chí tôi nói thiệt cái một hào xu á của người nghèo tôi còn cho lại, tôi nói chuyện mà tôi lấy. Cho nên đó là người nhà là xem lại cái vấn đề này nha, tôi giúp giùm á, mà để mất công tôi mang tiếng không, là tôi em có đồng ý á. Nói là em nói bên mình không có nói em đưa tiền bạc gì hết, chỉ nói em đi mua hộ được 3 cân xăng rồi em thấy anh mới có vô công việc đáp máy rồi mới kêu người nhà em với lại bạn bè trong xóm đi mua giùm mỗi người 1 chiếc xe máy để 130 lít đi chở về. Rồi em nói thôi để em đi trước cho mấy anh thì em đi mua về đủ gì tính sao có gì em với bên tình nguyện này tính sao, chứ em không nói bên mình mấy tiền hết. Em không nói nè, nói chết rồi nghe đâu.
cũng có ở đây. Dê không có ở đây. Không có đây rồi. Ngang lĩnh luôn, nó nói lại á. Nó nói họ là nói bên tụi tôi lấy 4 triệu bạc tiền mua xăng, rất là bức xúc. Em còn chưa chịu lần, em chỉ có lúc mà anh điện thoại em á, nó ủa, em đâu có đưa tiền anh gì đâu mà nói vậy, cái lát em xuống nói, ủa, có chút tôi liên lạc được, rồi gọi ai anh, nói có gì gọi anh, để em mới biết ảnh á. Thường á là không có tôi á, là không có đứa nào em làm á. Tôi nói thầy con á, rồi mấy đứa nó thấy nhỏ tội nghiệp quá, nó kêu á, thôi giờ xuống hộ gắng quay ngược trở về đi. Quay trở về xong rồi chiều tôi mới đi quay ngược lại ở Cần Thơ. Rồi đêm hôm đó tụi nó cũng vẫn làm, nó làm tới giờ này. Mà tôi mới từ Cần Thơ tôi chạy lật đật chạy về tới đây đó, để mà giúp gia đình. Mà không nghe mấy đứa lính tôi nói lại, nói không biết người nhà đưa tiền cho ai như thế nào mà để mà bây giờ băng kiếm mình tôi lấy 4 triệu tiền mua xăng, tôi rất là buồn. Em chỉ nói là em đi cho ông anh, con một tôi với mấy em. Cái thông tin mà 4 triệu đó mua xăng mà đưa coi đâu. Giở cho coi, tôi đọc tin nhắn luôn. Chứ không ảnh là người của em mua xăng không cái xe máy. Cho nên thử ra tôi nói những ai mà giúp được cho bà con, giúp được cho người nghèo trong lúc khó khăn thì giúp. Còn giúp không được thì thôi, làm ơn may cái mở miệng lại. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Còn canh mà để mà sơ hở cái bắt đầu vu khống người ta. Ở đây đây nè, đọc nguyên cái tin nhắn đây nè. Mấy ngày nay gia đình mòn mỏi rồi, tới cái độ mình tới giúp là gia đình. Nhưng bây giờ tôi hỏi nè, gia đình bên tôi có lấy đồng bạc nào chưa? Con nói là không có đồng vàng nào, con không có đưa. Cho nên gia đình nó sáng mai bắt đầu tôi sẽ bắt đầu làm. Gia đình phải nói với rõ giùm tôi này. Đây tin nhắn trên cộng đồng mạng với nhau nè. Tôi lấy 4 triệu bạc, rất là bức xúc. Gia đình phải nói. Tôi bỏ công bỏ sức ra tôi làm sang cộ nhân công đủ thứ các cái, tôi không lấy một đồng bạc nào. Bây giờ đó đọc nguyên văn nè, đọc đi. Cho nó nên thử ra gia đình phải đến chính rồi cho tôi nhé. Thật sự đó, những cái bọn này nó cứ tối ngày vô không biết. Những con người nào mua đi thiếu đủ gì về về anh em mình tính sau. Chứ em không hiểu lầm bên mình mất công mang tiếng của em thôi. Làm tôi vẫn sẵn sàng, tôi làm tôi vô giúp. Nhưng tôi chỉ cần yêu cầu là gia đình của mình rất cần tôi giúp. Tôi cần gia đình mình hiểu cho tôi rồi rồi. Tụi tôi một xu cũng không lấy nha. Còn ai hiểu không hiểu không, tôi cũng quan trọng. Tại vì ông anh cha của con bé mất, ảnh rất là khờ, rất là hiền. Cho nên một mình em đại diện ở gia đình lại, nó bây giờ đội mình xuống giúp đỡ lại gia đình em. Cảm ơn ông ấy hết rồi, em đâu có nói bậy bạ gì được. Anh có anh này ở đây, anh hỏi anh là chiều giờ em chưa có nói gì, ảnh tới tìm em đọc rồi. Nguyên cái tin nhắn, cái tin nhắn đó là ai nhắn trên cộng đồng mạng với nhau. Anh biết mà hồi chiều em mua nước em mời mấy anh uống, mà mấy anh còn không còn nói rõ anh. Luôn á là em thấy nắng ngon quá, em hỏi mấy anh uống nước gì hàng em, xóm nói lại nữa đúng không? Nói chung là mấy người đó là người ngoài, rồi chiều cũng đâu, ở đâu đây vòng vòng đây nè. Nhưng mà hồi chiều chỉ có một mình em ở đây thôi, còn mấy người kia là trong số làng em ra em hỗ trợ em nhờ gì người ta đi đó thôi chứ người ta không. Bây giờ tôi chỉ có đó. Là tôi nói rõ với gia đình đó là gia đình hiểu rõ tụi tôi làm công việc tụi tôi làm chú ý tụi tôi giúp bà con, ha, giúp bằng cả một cái công sức, cả cái lực lượng tụi tôi giúp, kể cả tính mạng tụi tôi cũng sẵn sàng bỏ ra, bao nhiêu hiểm nguy tụi tôi cũng làm. Cho nên không có lý nào mà chúng tôi đi lấy từ một xu một cắt của gia đình nha. Còn việc gia đình đó là có đưa tiền cho bên tụi tôi hay không, gia đình tự xác nhận mà. Chứ tôi không cần phải giải thích cho bất kỳ ai. Nhắn thẳng vô trong trang nói bên mình đó là bên tụi tôi đi giúp vô chưa làm gì lấy là 4 triệu. Nghe rất là kỳ. Sớm mà từ lúc mà đợi của chú xuống đây á. Tiền gì tới mấy anh này hết, em chỉ nói mấy anh lấy tiền đi mua xăng giùm em đi rồi thiếu đủ gì vậy anh. Tức là gia đình xác nhận là bên tôi không có lấy đồng bạc nào đúng không? Em không đưa. Tôi chỉ cần nghe vậy là rồi. Em không có nhắc gì tới tiền bạc. Thì tôi tự Cần Thơ tôi mới vừa về tới đây á, tôi nghe mấy đứa lính tôi nói lại tôi rất là bức xúc. Tiền bạc với đội mình hết, em chỉ thấy mấy anh tắng thôi, em hỏi mấy anh uống nước
chị em kêu chị bán nước chỉ ra lấy, anh còn không uống nước mà anh nó thôi được rồi thì tôi không có uống đâu, anh cứ tự nhiên đi được rồi. Chú điện này nói chung là người nhà cũng điện rồi, người hàng xóm ta điện dữ lắm mà khóc. Nói chung là chú cũng hên điện được chú Tám sang thời điểm này, tại vì rất là nhiều vụ xảy ra trong thời điểm này luôn á. Phải mà chú điện cho chú Tám sang sớm hay quá rồi ha. Đỡ, đúng rồi. Thì nhiều người điện mới gặp đâu dễ gặp được chú. Người nhà kiếm rồi thấy người ta khổ á. Dạ. Rồi mình ta không có điều kiện này để đây kiếm này tội nghiệp ta nữa. Dạ. Điện là chú Tám ổng mắc kẹt rồi, để ổng để cho lính đi xuống trước. Dạ. Là bữa giờ là cái tiền mà mình mướn ghe là hết khoảng bao nhiêu tiền rồi chú? Mười mấy triệu rồi đó. Mười mấy triệu đó hả? Ừ. Chứ ngày như là 6 triệu đúng không? Ừ. Ngày như 6 triệu. Ừ. Chú này cũng kiếm ghe luôn nè phải không? Không có. Chỉ điện ổng thôi. À, chú điện giùm á. Chú là bà con hả? Không không. Không ngu đâu. Như chú hỗ trợ á. Nói chung là chú gần đây chú thấy vậy chú thấy thương quá chứ. Nên tội nghiệp thì nói chung mình hỗ trợ được cái nào mình hỗ trợ. Thì hồi nãy là bên đoàn chú Tám Sang xuống á, là có một cái chị bên kia cũng hỗ trợ cho đoàn chú Tám Sang là 10 phần cơm. Nói chung là cũng hoan nghênh. Nói chung là giúp được gia đình ta mừng, người ta giúp gì được ta giúp. Nghe cái sự việc mà bé nó nhảy vậy là do anh chạm xe ha, mất chiếc xe ha. Thấy thương cảnh gì đâu. Em thấy vậy là sáng chú nó hỗ trợ 10 triệu. Dạ. Yeah. Nghe thấy thương gì đâu. Nói chung là nếu mà vậy thì khi thấy cái nhà tường một xíu. Dạ, là chú có vô tới nhà rồi ha. Có. Dạ. Nhà khó khăn lắm hả chú? Nó đúng ra quê hương thì nhà cấp 4 nhưng mà đều đâu đâu nhà đâu phải có nhà nhỏ xíu 4 gì. Có nghĩa là mình nói quê hương là đủ điều kiện nói là cái con nhà đi làm xây làm đứng xưa rồi không. Dạ. Cha làm hồ nuôi con là đi học là mình là quý rồi. Dạ. Dạ. Nói chung nó không có tới cái mức rồi cùng khổ nhưng mà cũng không phải là giàu nữa chứ ha. Có nghĩa là nói đúng ra khó. Khổ. Dạ. Có nhưng mà xe mà có nhưng mà điều tương đối là cha mẹ là gì là đứa con nên phải tạo điều kiện. Thì đứa cháu này là ở ấp với xã Long Bình, huyện Cần Giờ, Tiền Giang. Chú là chắc cũng gần nhà hả? Chú trước là bí thư chi bộ ở ấp đó. Sau khi sự việc là do cha mẹ tôi cao sức với chú xin nghỉ. Thấy về đăng lên mình cho. Nhưng vậy bức xúc là phần nào đó mình thấy. Bức khác thì nó có sự việc này xảy ra. Đúng rồi, thấy suy nghĩ như vậy là nói chung là cũng hiền lắm. Sợ ba mẹ buồn này kia, ba mẹ la mắng này kia rồi mới vậy thôi. Dạ, mẹ thấy bà đi làm công ty, chủ nhật là mẹ phải ở nhà, ai muốn cắt rau cắt cải thì cũng phải đi cắt, còn mẹ làm công ty, còn cha đi phụ hộ. Chú nói là chú muốn khóc hả? Mẹ em mà đăng lên đi cứu trợ cho. Dạ thì tụi em đây chia sẻ lên cho bà con, ta thấy ta thương thì ta hỗ trợ giúp đỡ mình cảm được chứ. Dạ. Trời, ta nói nhiều khi bây giờ mà thì bé nó còn sống, người ta cho lại chiếc xe luôn, cho mấy chiếc luôn. Nghèo rồi, nó có mất luôn rồi nha. Chú nhắc tới em ơn. Nói chung là nó khờ, đúng không? Khờ mới suy nghĩ vậy. Suy nghĩ chưa có chín chắn. Thí dụ như bây giờ mình mất chiếc xe thì mình có thể mình làm, mình mua lại từ từ. Cái này quá nghĩ. Quá ham, suy nghĩ. Với lại gia đình khó khăn mà mua được chiếc xe là mừng. Mà tự nhiên đụng cái bụi mất. Cái thứ nhất là buồn vì mất xe, cái thứ hai là học sinh hàng ngày về buổi chiều đi tưới cỏ thì cắt cỏ cho bò. Lúc thấy nó qua đây để đi bộ lại mà nó nhảy mà khi sau khi bước vào chưa tôi thấy được không thấy con chim cánh cụt tại thấy sinh nhai đi làm thêm. Được cha mẹ mua chiếc xe mà đậu chích nở lần nào nó làm như vậy mới bức xúc. Thế còn cha mẹ rất là hiền. Chưa bao giờ mà mất lòng xã hội, mà chưa mất lòng đứa con. Để nuôi đứa con để đi học trưởng thành, không muốn thua người ta. Ráng cố gắng, nhưng mà
được cái chỗ đạo chức nó làm như vậy mới ảnh hưởng đến ngày hôm nay nó vậy thôi. Dạ. Chú chụp động quá rồi. Tụi con cũng cảm ơn chú chia sẻ nha. Dạ. Nhắc tới em ăn, tới cái câu chuyện mà em ăn với chú xúc động, khóc luôn. Cha mẹ mua về là quá quý rồi. Hồi yeah. trước là học phổ thông là chiều là phải tưới cỏ, cắt cỏ về cho bò. Anh thấy không?